Hello, xin chào cả nhà. Mình Nam đây cả nhà ơi. Rất lâu rồi Nam cũng không có ra clip. Hôm nay thì có việc về Sài Gòn thì ghé qua ăn sáng nè, rồi chuẩn bị công việc làm. Nam đang ghé một cái quán mì Quảng trên đường Phạm Hữu Lầu nha cả nhà. Ở đây quán này rất là ngon và mang hương vị đặc trưng của khu vực miền Trung. Và bây giờ thì Nam với cả nhà cùng thưởng thức cái món mì Quảng tại đây nha. Còn địa chỉ thì Nam để Nam xem lại để Nam chia sẻ với cả nhà. Tại vì thường ghé nhưng mà mình cũng không để ý địa chỉ đó. Cả nhà đi hướng từ cầu Phước Long đi Phạm Hữu Lầu và gần đến ngã xanh Nhàn Đỏ để cái đoạn Nguyễn Lương Bằng thì chúng ta sẽ thấy một cái quán bên phải nha. Tại khu vực này thì một cái tô như thế này thì cũng có khoảng tầm 30.000 tới 35.000 tùy chúng ta kêu nha. Ngoài cái mì Quảng thì chúng ta có thể gọi đến xíu quách nha cả nhà. Đây có một cái tô xíu quách rất là ngon, có 20.000 thôi. Bây giờ thì cả nhà thấy không, một cái tô rất là to mà khó nghi ngút luôn. Sau khi chúng ta dùng mì Quảng thì chúng ta sẽ dùng tới món xíu quách nha. Thì mì Quảng thì chúng ta không ăn thể thiếu với bánh tráng nè, mì rung rồi rau sống rồi các loại nước chấm ở đây ha. Cả nhà thấy không, cái tô rất là bắt mắt và cái giá thì cũng có tầm 30 đến 35 ngàn thôi, cũng không có quá mắc đâu. Mà hương vị thì rất là ngon, cực kỳ ngon luôn. Nam đảm bảo khi cả nhà dùng thì cả nhà sẽ thấy như cảm nhận của Nam thôi. Chúng ta cho nhiều rau sống vào, cho ớt cay vào nha. Ở đây nó có ớt xiêm rồi có ớt sắc nữa, chúng ta có thể dùng. Và chúng ta trộn đều lên và bắt đầu thưởng thức cả nhà ơi. Nam chúc cho cả nhà có buổi sáng thật là nhiều năng lượng và một ngày làm việc rất là vui nha. Xin trân trọng kính chào và hẹn cả nhà vào video clip tiếp theo nha.